tưởng của như hai họ. Một bữa tiệc ngon miệng, không say không về. Hết rồi. Xin cảm ơn lời phát biểu rất chân tình và đầy đủ ý nghĩa của vị đại diện Họ Nhà Gái rất nhiều. Kính thưa quý khách thân mến, với sự đón tiếp nồng hậu của Họ Nhà Gái đã đón tiếp Họ Nhà Trai, cũng như để thắt chặt tình cảm thông gia giữa hai thân tộc, về phía Họ Nhà Trai cũng sẽ có đôi lời đáp từ. Trân trọng kính mời đại diện Họ Nhà Trai. Tôi thay mặt cho Họ Nhà Trai, trước nhất xin cảm ơn ông bà chủ hôn, tức là cha mẹ của cháu Thị Lài. Kế đó là xin cảm ơn tới họ tộc Họ Nhà Trai đã tạo mọi điều kiện để cho hai cháu Thị Lài và Xuân Phương gần với nhau, tìm hiểu nhau để xây đắp cho một gia đình mới cho hai cháu, với dẫn đến bữa tiệc ngày hôm nay và có sự hiện diện của toàn thể quý vị. Giờ đây họ tộc Họ Nhà Trai chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta có thể chào nhau bằng một tràng pháo tay không ạ? Dạ, xin chào nhau bằng một tràng pháo tay. Rất cảm ơn quý vị. Với sự kính mời của gia đình chủ hôn của Họ Nhà Gái ngày hôm nay, chúng tôi cùng với toàn thể quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay, tôi nhận thấy rằng rất là vui vẻ. Và đấy, một tràng pháo tay cũng là một lời chúc hạnh phúc trăm năm cho Thị Lài và Xuân Phương. Lời cuối, xin cầu chúc quý vị một ngày hạnh phúc và một bữa ăn thật ngon miệng. Xin hết lời. Xin cảm ơn lời đáp từ của vị đại diện Họ Nhà Trai rất nhiều. Giờ đây thì chúng tôi xin mời hai vị đại diện có thể trở về bàn tiệc danh dự dành cho hai vị đại diện ở bên dưới để cùng tiếp tục cuộc vui với tất cả quý khách. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý khách thân mến, chúng ta giờ đây cùng tập trung ánh nhìn về sân khấu tình yêu, cùng đến với nghi thức đầu tiên của Thị Lài và Xuân Thông. Cô dâu và chú rể hai bạn cùng nắm tay nhau tiến về phía tháp ly và cùng làm nghi thức khui rượu sau bàn. Kính thưa quý khách thân mến, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta là một cuộc hành trình đầy thú vị. Và thật kỳ diệu thay, khi hai người đang bước đi trên những con đường riêng của chính mình, lại có thể bất chợt gặp nhau ở một giây phút nào đó, để rồi họ cùng nắm tay nhau đi hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Và kể từ ngày hôm nay, Xuân Phong sẽ nắm tay Thị Lài đi hết quãng thời gian còn lại, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống và cùng nhau tận hưởng những sản phẩm quý giá mà Thượng Đế sẽ ban tặng. Tạ ơn Chúa đã cho con người bạn, cho con quên đi những nẻo đường, và thế là một tình yêu ngự trị. Sau ban ngày hôm nay như một niềm tin chiến thắng, minh chứng cho một tình yêu bền vững. Bởi con đường để đi đến ngày hạnh phúc hôm nay của Xuân Phong và Thị Lài, cũng như của tất cả chúng ta, những ai đang yêu và sẽ yêu, nó không chỉ trải thảm bằng những hoa hồng, mà còn có những chông gai trắc trở, bắt buộc tất cả những ai yêu nhau đều phải tay trong tay vượt qua những khó khăn. Và ngày hôm nay, dù xung quanh trong tiệc cưới của Xuân Phong và Thị Lài nói lên sự chiến thắng, họ đã chiến thắng mọi cạm bẫy, mọi ngăn cách, để ngày hôm nay cùng nhau đăng quang trong bến bờ hạnh phúc. Biết nhau chữ nghĩa chữ tình, yêu nhau biết mấy công trình ai ơi, kết thúc xe duyên tình đẹp mãi, xây lên hạnh phúc đến trăm năm. Kính thưa quý khách thân mến, và có được hạnh phúc trọn vẹn ấy, ngoài sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cho tình yêu của mình, Xuân Phong và Thị Lài còn được sự vun vén tác hợp của đôi bên gia đình. Vì thế mà những ly rượu hồng đầu tiên, cô dâu và chú rể hai bạn cùng dâng lên song thân phụ mẫu, dâng lên để tỏ lòng hiếu kính biết ơn. Giờ đây xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc song thân phụ mẫu của mình. Chúng con cảm ơn cha, chúng con cảm ơn mẹ đã cho chúng con một hình hài, đã cho chúng con một trái tim, mang chúng con đến với cuộc đời này
Và ngày hôm nay, hai nữ yêu thương của chúng con gặp nhau tạo nên một tình yêu hoàn hảo. Chúng con xin hứa với cha mẹ rằng sẽ yêu thương nhau, bên nhau cho đến trọn đời trọn kiếp. Cha là bóng cả giữa đời, cha là điểm tựa bên đời của con. Mẹ đưa cả tấm thân gầy chở che con được có ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, niềm vui đã đông đầy, hạnh phúc đã trọn vẹn. Gia tộc Hội Nhà Gái có một chàng rể hiền, Hội Nhà Trai có một cô dâu thảo. Chúng tôi xin mời tất cả quý khách ngay bây giờ hãy rót thật đầy, nâng thật cao và chuẩn bị uống thật cạn theo tư đến ba của chúng tôi để không quý vị. Mời các bậc song thân phụ mẫu cùng với tất cả quý vị quan khách, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Chúc mừng cho tình thông gia giữa hai họ Văn Hà. Vâng, chúng ta cùng nâng ly. 1, 2, 3, chúc mừng. Hôm nay xâm hợp chúc mày tình trong một khắc nhưng nghĩa dài trong lòng. Xin chúc cho mối tình thông gia giữa hai họ Văn Hà được bền chặt mãi mãi, và cùng chung tay vun đắp cho tình yêu của Thị Lai và Xuân Phong được trọn vẹn trong niềm hạnh phúc. Giờ đây thì xin mời các bậc song thân phụ mẫu có thể đi đến các bàn tiệc để đón nhận những niềm vui tiếp theo từ phía quý vị quan khách gửi đến cho gia đình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý khách thân mến, chúng ta cùng tập trung ánh nhìn về sân khấu tình yêu và cùng đến với nghi thức uống rượu giao thề của Thị Lai và Xuân Phong. Và trước khi cô dâu và chú rể cạn ly rượu giao thề thì chúng tôi xin mời các bậc song thân phụ mẫu có thể trở về các bàn tiệc ạ, để đón nhận những niềm vui tiếp theo từ quý khách gửi đến cho gia đình. Xin trân trọng kính mời các bạn trẻ cùng với tất cả quý khách cùng tập trung ánh nhìn về sân khấu tình yêu, cùng đến với một nghi thức sẽ đánh dấu trong cuộc đời của Thị Lai và Xuân Phong. Hai bạn cùng chéo tay lại cạn ly rượu hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Vâng, hai nữ yêu thương của Thị Lai và Xuân Phong đã gặp nhau tạo nên một tình yêu hoàn hảo. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay được không quý vị? Một tràng pháo tay thật mong nhiên để chúc mừng cho tình yêu của Thị Lai và Xuân Phong được trọn vẹn trong niềm hạnh phúc. Dây trầu quấn lấy thân cầu, chúc cho hai bạn yêu nhau trọn đời. Giờ đây thì hai bạn có tiến về phía tháp bánh và cùng làm nghi thức cắt bánh cưới, ghi lại những hình ảnh kỷ niệm cho ngày lễ phu quy của mình. Kính thưa quý khách thân mến, bánh cưới tượng trưng cho sự vun tròn ấm êm trong cuộc sống của Thị Lai và Xuân Phong. Ngay từ ngày xưa thì ông bà ta đã dạy rằng thuận vợ thuận chồng, đặc biệt đồng cũng cạn. Trong cuộc sống vợ chồng ngày hôm nay, đặc biệt là những đôi vợ chồng son, hãy biết thông cảm, chia sẻ cho nhau trong mọi công việc khó khăn thì gia đình ấy sẽ mãi một màu hồng hạnh phúc. Bánh hồng hạnh phúc đôi ta, cùng nhau ta cắt sẽ chia ngọt bùi. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay là ngày mở ra một trang mới nhất trong cuộc đời của Thị Lai và Xuân Phong. Ngày họ đã thực sự có nhau trọn đời nên một cuộc sống nghĩa vợ tình chồng. Giờ đây thì trước sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách, cô dâu và chú rể, họ sẽ cùng trao tặng đến nhau một nụ hôn ngọt ngào để minh chứng cho tình yêu của mình. Cô dâu và chú rể đứng giữa sân khấu ạ. Các bạn trẻ đồng ý không ạ? Cô dâu và chú rể họ sẽ trao tặng cho nhau một nụ hôn ngọt ngào để chứng minh tình yêu của mình. Với một tràng pháo tay thật đông nhiên thật lớn để chú rể và cô dâu lấy tinh thần ạ. Lớn hơn ạ. Thật là đông nhiên chú rể con trai gì nữa ạ. Rất là tuyệt vời, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng nói lên tất cả tình yêu thương mà chú rể sẽ trao cho cô dâu kể từ ngày hôm nay và cho đến chào đời. Một lần nữa chúng tôi cùng với tất cả quý vị quan khách xin chúc cho hai bạn ngày hôm nay hạnh phúc, ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay, và cứ thế hai bạn sẽ sống trong niềm hạnh phúc tình yêu của mình. Giờ đây thì hai bạn có thể đi đến các bàn tiệc để đón nhận những lời chúc mừng từ phía bạn bè và những lời chúc phúc từ phía quý vị quan khách gửi đến cho hai bạn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý khách thân mến, chương trình nghi thức lễ phu quy đến đây cũng xin được khép lại. Chúng tôi cũng xin được thay mặt cho họ nhà gái kính mời quý vị cùng dùng tiệc với những món ăn rất ngon mà gia đình chúng tôi đã dành sẵn để chiêu đãi tất cả quý khách. Và quý vị cũng có thể tiến về phía sân khấu giao lưu với ban nhạc Nhật Anh của chúng tôi với những ca khúc thật hay, thật ý nghĩa để làm cho bầu không khí ngày hôm nay thêm sôi động và phong phú hơn. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều các ca khúc đóng góp từ phía tất cả quý